thẻ của em là thẻ kiểu như thẻ. Gớm lúc của mày mấy tiếng. Chiều con còn phải ấy mà, chiều con còn phải đi. Chắc biết chồng đây. Bằng quyền làm nhạc văn đã trăm kiểu. Chúng mình có mưa ở phía Nam, cái bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4 trời. Anh Anh ơi, anh Anh ơi. Phía Nam nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Dạ đi, con dạ đi. Từ nắng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Ba chủ cường, nửa ba cháu, nửa ba con cháu kìa. Các tỉnh Nam Bộ những thay đổi nhiệt vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Mở gói kẹo này nè. Minh Anh ơi, Minh Anh. Minh Anh ơi, Minh Anh. Đó, không làm gì có giải thưởng, cái này phải nộp lên trong cấp thăm. Phiếu cấp thăm thôi. Con lấy cái đấy nộp cái này để mới được gửi phiếu cấp thăm. Nộp cái mã đây là cái chữ vàng này. Mẹ, nó gửi kèm cái này. Mẹ chiêu con à. Thế lại mở một cái Enfagrow to rồi, mới mua à? Enfagrow. Đã mua rồi. Người ta cho, ai cho? À, thế à. Bà ơi, gọi đi, gọi bà ơi. Có thơ thu tiếng đây. Tôi đóng chữ N. Hà Tùng. Chữ N có hai chữ N. Quay. Đây là chữ móng giò lợn. Vâng, móng giò lợn đã móng giò lợn chúng ta. Trốn như con hề ấy. Chúng ta có một điều đặc biệt hôm nay là có chị Lâm Thị Phước Thi này, bên kia là chị Lâm Thị Hạnh này. Chị tưởng Phước Hạnh tưởng là hai chị em này. Không phải hai chị em này. Dạ không ạ. Không phải hoàn toàn. Dạ đúng là Kiều Hiếu đó ạ. Dạ. Vâng, nghĩa là chị không phải là chị em này. Dạ không. Chị đến từ chị Minh Đạt. Ôi. Dạ, tôi không sao đổ cành ra thế con? Làm gì chứ? Dạ, tôi làm thống kê tổng hợp. Thống kê. Thế nó sổ sách vào. Rồi. Lấy gì? Chị biết trong bản thân là hiến máu và chị đã hiến máu ra nhiều lần rồi. Còn ông chị hiến máu bao nhiêu lần? Dạ, đứng đến hôm nay là tôi hiến được 23 lần. 23 lần hiến máu. Con đang sẽ rất là lớn. Trong mỗi lần mà hiến máu thì thường là chị hiến bao nhiêu mẫu? Dạ mỗi lần một đơn vị máu là 200 ml. Hello. Minh Anh. Minh Anh ơi. Là 46 mẫu. Minh Anh ơi. Hello. Dạ tôi cũng không nhớ rõ lắm rồi. Này. À. Con chào đi. Chào đi. Chào. Chào nào. Nó nghịch điện thoại di động của cậu kìa. Xin hỏi anh chống một chút ạ. Anh nhấn từ Hà Tĩnh đúng không ạ? À, anh viết trong bản đăng ký là anh rất là thích phim Hàn Quốc. Tôi nghĩ là anh cũng lớn tuổi, nhiều người cũng lớn tuổi rồi đúng không ạ? Minh Anh ơi, Minh Anh ơi, này nhìn này, đây cơ mà, đây cơ mà con, đây cơ, này cười đi, cười nào, đây cơ mà, cười đi, cười đi, cười nào,
Cười cơ mà. Cười đi. Cười đi. Đây. Ờ, đây, đây cho bà. Con mang đây cho bà. Con mang ra đây, con mang ra đây cho bà. Con bò ra đây. Rồi, bà Chín. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì việc giải được móng và lợn anh thống chúng ta là 1 tháng 1 tháng 2 và anh đi được 1.800 điểm. Đây. Cho nó ngồi lên ghế đi. Hôm nay chúng ta không tìm hiểu. Ấy. Hello. Hello. Bà quay cả hai bà cháu nha. Nhất người lớn tiện là một sinh viên thể thao. Cách đây 5 năm, cháu Lê Thủy Đức là sinh viên thể thao. Vì cháu bị tai nạn. Minh Anh. Chúng tôi sẽ chuyển đến nơi mà anh muốn. À, mút đi là hãm hồn không ấy ạ? Thì trong đó là người mù là 80 nhân hết. Thì cháu bị thương khuyết tật. Nhưng mà ba má cháu đã liên hệ ra là cảnh rất đáng thương. Xin thưa anh Long Vũ, cháu muốn thay điểm gì đây? Chồng bà chồng cao là chồng cao không? Bà chồng cao không? Đây này này này. Ừ. Chị nó bỏ quên ở nhà mất rồi. Bà quay, mút đi bà quay, mút đi. Luôn. Tôi còn được 500 điểm. Tôi gửi 500 điểm đó để cho những nghĩa trang nào mà không có nhà để góp hương khói cho mẹ sửa.